Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video trước chúng ta đã gắn xương được cái phần tay chân, rồi sống lưng với cổ đầu rồi. Cái con rái cá này chúng ta còn thiếu cái, còn biết cái gì nữa không? Đó chính là cái phần đuôi, ha, phần đuôi sau lưng. Chúng ta chưa gắn xương đuôi. Rồi, thì chúng ta sẽ qua cái vùng nhìn bên đây, ta sẽ gắn xương đuôi cho cái con rái cá này. Rồi gắn xương các bạn. Thì đầu tiên ta không chọn cái nào ha, click vào cái vùng trống. Chúng ta sẽ nhấp vào John Tool đây. Thì bạn click vào phần giữa đây, giữ phím phím Control. Rồi sau đó các bạn có thể là giữ Control ở cuối đây. Rồi, được cái xương đuôi như thế này. Thì chúng ta sẽ chia ra những cái xếp xương theo cái mô hình chúng ta có những cái đường lưới á. Thì bạn chia bao nhiêu hay vị trí nào cũng được, tùy các bạn ha. Tùy theo cái mô hình các bạn thôi. Bạn muốn sau này mà các bạn muốn tạo ra những cái khớp á, cái khớp nó chuyển động mịn màng á, thì bạn chia ra nhiều khớp. Còn bạn muốn mà nó chuyển động nó không mịn màng, nó gãy á, thì bạn chia làm ít khớp, tùy các bạn thôi. Giả sử như tôi giữ Control, ở đây có mấy khớp ta, một khớp này ấy, lên lõi tôi giữ phím Shift chứ, tôi nhấn lõi mà giữ phím Shift, thì chúng ta chia làm mấy khớp Shift, ok, rồi chúng ta được cái đuôi như thế này. Thì cái này bạn sẽ đặt tên cho tôi là xương xương đuôi, rồi dễ vậy thôi, xương đuôi. Cái này mau mà, xương đuôi. Sau khi xương đuôi thì bạn hãy đặt tên những cái phần xương đuôi này, xương đuôi 1, 2, 4 gì đó tùy các bạn. Các bạn hãy đặt tên ha. Đặt tên. Cái zone này tới là zone 5. Tại nó là cái cuối cùng zone 5. Rồi, thì cái này xương đuôi giờ chúng ta sẽ tạo ra mối quan hệ cha con ha. Tại vì cái này hiện tại nó chưa có dính với cái xương nào hết trơn á. Chúng ta phải cho dính với cái phần xương thân chúng ta. Thì chúng ta xính chỗ nào thì bạn sẽ nhìn thấy nè. Nó dính với chỗ nào thì tùy các bạn thôi. Nếu mà ở đây bạn có vẽ thêm cái phần xương xương cùng ở dưới đây nữa thì bạn dính với cái phần đuôi nè, dính đuôi dính với xương cùng. Trong trường hợp này tao không có thì tao cho cái nó dính cái này. Có nghĩa là tao sẽ cho cái zone này nè bạn, cái zone cho xương đuôi này. Vẽ gì thì bạn dễ thấy hơn, dễ hiểu hơn. Nó dính với cái này. Nó dính với cái zone này. Rồi dễ ha. Thì muốn biết thì chúng ta sẽ cho đây là cái xương đuôi, xác định vị trí trước. Rồi. Sau đó chúng ta có thể là chọn cái công cụ John đây, ta click vô đây. Rồi, sau đó các bạn không biết nó nằm ở đâu đúng không? Bạn vào view này, còn đây. Đây, nó chính là đây, xương sống lưng. Xương sống lưng. Ha, nghĩa là chúng ta cho nó là con của xương sống lưng 1. Ta cho nó là con của xương sống lưng 1 này bạn. Thì khi bạn di chuyển động hay bạn thay đổi cái xương sống lưng 1 nè, hoặc là bạn thay đổi cái xương sống lưng á, thì cái này nó sẽ di chuyển theo. Thấy không bạn? Cái này là con của cái xương sống lưng 1. Lưu ý ha, con của cái xương sống lưng 1 nè, con của cái nốt tròn đây, của cái zone đây. Rồi, sau chúng ta xác định được rồi, giờ chúng ta sẽ lôi thôi. Lôi cái xương đuôi nè, lôi xương đuôi vào trong xương sống lưng 1, là con của xương sống lưng 1 ha. Cái này quan trọng nha, lưu ý. Rồi, thấy chưa, xương đuôi là con của xương sống lưng 1. Thì tóm lại sau khi ta làm được gì thì bạn nhìn vô tập trung chỗ này. Cái xương sống lưng 1, cái này nó làm cha của ba thứ. Xương đuôi, xương chính đùi phải, đùi trái. Thấy chưa? Đây, dựa trên cái sơ đồ này của chúng ta thì chúng ta sẽ biết được cái mối quan hệ là như thế này, là cái thằng này làm trùm nè. Cái này là điều khiển hết tất cả nè ha, thằng này là cái tâm chúng ta. Nó có thể điều khiển được cái xương đùi trái, đùi phải. Và có thể điều khiển được cái xương đuôi. Khi mà nó di chuyển thì ba đó di chuyển theo. Và cái này nó điều khiển luôn được cái phần xương sống ở trên đi di chuyển tới phần xương cổ, xương đầu. Và ngược lại xương cổ, xương đầu thì nó dính với hai cánh tay. Thấy chưa? Nghĩa là cái chỗ này nó là cái tâm để điều khiển hết tất cả mọi thứ. Nên bạn phải quan tâm chỗ này. Ok ha. Rồi. Chúng ta tiếp tục. Sau khi tạo được mối quan hệ gì đó, chúng ta đã làm xong được cái phần gắn xương rồi. Giờ chúng ta sẽ test thử chọn cái xương... xương sống lưng này chúng ta di chuyển thử. Thấy chưa? Nó di chuyển theo rồi nè. Rồi. Thì video này kết thúc đi. Qua video sau chúng ta sẽ coi có chỉnh sửa gì thêm nữa không. Rồi chúng ta sẽ liên kết giữa cái phần xương và phần da. Nghĩa là chúng ta sẽ liên kết giữa cái phần xương và cái phần mô hình chúng ta. Giữa con rái cá chúng ta, mô đồ chúng ta. Quên nữa.
làm xong á thì nếu mà các bạn có thể chọn hết nguyên cái này luôn, nhấn chuột giữa vô nguyên cái này ha, nguyên cái xương ta, bạn có thể là resize đóng băng hết tất cả cho nó bằng không hết cũng được, tại vì cái vị trí này là cái cố định rồi, cái vị trí cố định á, cái vị trí ban đầu á thì chúng ta cho tất cả bằng không, ok ha. Rồi còn cái nữa là cái laser nãy tôi quên tô màu nữa đúng không, ta có thể vô đây double click vô đây cho nó tất cả tô màu màu xanh dương. Rồi ok ha, phần xương là chơi xôi xanh dương vậy thôi. Rồi xong. Video này là kết thúc. Video này dễ ha, tạo xương đuôi dễ. Video sau chúng ta sẽ bắt đầu liên kết giữa xương và da ha các bạn. Rồi tôi là Tú Phan, đang hướng dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.